Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2016, phiên bản đã số sàn, máy 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát 19A1198 các bác nhé, 1198, mang nước sơn màu đen bản sedan hai đầu, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, bản sedan hai đầu. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là hơn 300 triệu đồng một chút các bác nhá. Đấy, chỉ có hơn 300 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, lốp dép của nó khá là dày dặn các bác nhá. Lốp dép này khá là dày dặn luôn các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai Avante hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhá. Đấy, form dáng của chiếc xe Hyundai Avante rất là đẹp các bác này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, mang biển kiểm soát Phú Thọ 19A11198 các bác nhá. Hệ thống đèn pha của xe này phải nói là rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá, rất là sáng bóng đều nhau luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Lốp dép của nó khá là dày dặn các bác này. Đấy, lốp dép khá là dày dặn. Sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó, nội thất rất là ok các bác nhá, sáng bóng sạch sẽ này. À, rất là đẹp luôn. Phần hệ thống bô lăng của xe này, trang bị túi khí an toàn các bác nhá, túi khí an toàn cho người lái này. Đấy. À, rất là bắt mắt, màn hình cam lùi, màn hình Android. Đấy, màn hình Android các bác nhá. Phần tablo của xe này. Đấy, tablo khá là ok các bác nhé, khá đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Đấy, máy thì đề cái lổ ngay các bác nhé, máy đề cái lổ ngay. Mặt đồng hồ này, đấy, xi nhan báo rẽ này, hoạt động rất ok. Phun nước gạt mưa này, đó, rất là trơn tru các bác nhé. Phun nước gạt mưa. Phần hệ thống trần của nó đây, trần của nó là trần nỉ các bác nhé, trần nỉ đây. Trần nỉ nguyên bản các bác nhé. Phần là chắn nắng này, mở ra có cả gương trang điểm các bác nhé. Đấy, mở ra có gương trang điểm này, hệ thống đèn trần này. Đấy, hộp đựng kính này, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé. Đấy, gương chiếu hậu này, phần là kính lên xuống này. Đó, rất là ok, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đó, rất là trơn tru. Đấy, tích hợp bàn phím trên bô lăng. Đấy, tích hợp bàn phím trên bô lăng các bác nhá. Gương chỉnh điện này. Đấy, gương chỉnh điện các bác nhá. Đó, hoạt động rất là ok luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Avante này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em các bác nhá. Đấy, theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Phần là xi nhan báo rẽ này, hoạt động rất là ok. Phun nước gạt mưa. Đó, phun nước gạt mưa. Điều hòa này. Đấy, điều hòa rất là mát luôn các bác nhé. Điều hòa hai chiều nóng và lạnh này. Đấy, hai chiều nóng lạnh các bác nhé. Đấy, màn hình này. Đấy, em sẽ vào số lùi xem là con này có cam lùi chưa nào. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, con này là số móc các bác nhé. Đấy, và số lùi phải móc lên các bác này. Đấy, số má rất là ngọt ngào các bác nhé. Đấy, số má rất là ngọt ngào luôn. Đấy, đăng ký đăng kiểm của xe này các bác này. Đấy, đăng ký này 19A này. Đấy, 111 các bác nhé, 2016. Đấy, đăng ký đăng kiểm của xe các bác nhé. Đấy, 27 này. Đấy, tháng 1 năm 2016 các bác nhé. Đấy, đăng ký lần đầu này. Đấy, vẫn còn một chủ từ đầu các bác nhé, một chủ từ đầu luôn các bác nhé. Đấy, Hyundai Avante. Đấy, một chủ từ đầu luôn các bác nhé. Đấy, đăng ký đăng kiểm bảo hiểm đầy đủ các bác nhé. Đấy, giấy tờ pháp lý đầy đủ luôn.
Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em các bác nhé. Xe thì đẹp xuất sắc luôn. Keo chỉ zin và máy số zin các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin máy số zin luôn. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Avante sản xuất 2016 các bác nhé. Đấy, máy lổ giòn tan luôn. Đấy, ốc ác này vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác nhé, vẫn còn sơn chấm 7 màu này. Đấy, ốc ác này cũng đã sóc này. Đấy, nguyên đai nguyên điện thôi nhé. Đinh tán ra trần này. Đấy, tất cả đinh tán ra trần này. Đấy, xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước các bác nhé, không taxi, không dịch vụ luôn. Đấy, phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, máy đây, máy zin các bác nhé, máy zin chưa hạ các bác nhé. Máy lổ rất là thì thầm, máy thì không hề có dấu hiệu gì dầu chi. Đấy, không hề gì dầu các bác nhé. Xe Hyundai Avante sản xuất 2016 tư nhân, một chủ sử dụng từ mới các bác nhé, một chủ sử dụng từ mới luôn, phải nói là rất là đẹp. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em các bác nhé, hoặc đến trực tiếp cửa hàng em đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, nối xuyên với chùa Cao Đỉnh các bác nhé. Đấy, máy móc rất là êm, giòn tan các bác nhé. Phần tổng quan của nó cabo này, tất cả các lỗ của nó này tròn nó nhé, không hề mua méo luôn. Đấy, phần keo chỉ là hệ thống keo chỉ của nó nhé, zin nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ zin một mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, đèn đóm này sáng quắc 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 nhé. Đấy, hệ thống đèn đóm sáng quắc quắc luôn. Máy lổ giòn tan, tất cả đinh tán chẳng dần ok, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, phần sơn si của nó này. Đấy, màu đen rất là ok các bác nhé. Đấy, một mẫu xe màu đen huyền bí luôn. Đấy, lốp dép của nó khá là dày dặn các bác này, lốp dép khá là dày dặn các bác nhé, sơn si sạch sẽ đẹp đẽ đâu. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi, mua về chạy gia đình hoặc làm dịch vụ ok các bác nhé. Máy của nó chỉ có 1.6 thôi, bật lên xuống này. Đấy, ốc bản đề này. Đấy, ốc bản đề này, cột kèo này. Đấy, phần hệ thống cột kèo này. Đấy, ốc ác xin các bác nhé, táp ly cánh cửa này, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé, phần khung cánh cửa này. Đấy, cánh cửa không hề một mọt, keo chỉ zin luôn. Cửa đóng phẩm phập các bạn nhé, cửa đóng phẩm phập luôn. Ghế da này sạch sẽ ok. Đây là hàng ghế đằng sau các bạn nhé. Lót sàn của nó đã được trang bị bộ lót sàn 3D. Đấy, bộ lót sàn 3D các bạn nhé. Trần nỉ nguyên bản này đã được bọc một lớp ni lông các bạn nhé. Trần nỉ nguyên bản bọc một lớp ni lông. Phần táp ly cánh cửa này. Đấy, của đằng sau bên phụ các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa keo chỉ này, zin các bác nhé, keo chỉ zin. Đấy, bật lên xuống này, lốp dép rất là sạch sẽ. Đấy, khá là dày dặn luôn các bác nhé, lốp dép dày dặn luôn. Đấy, xe Hyundai Avante sản xuất 2016, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Đoàn Nghịch. Đấy, trước này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Vâng, 355 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, gầm bệ này, gầm bệ của nó chắc chắn các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đấy, máy chất gầm chắc vô số ngọt, màn hình cam nồi đầy đủ.
Đấy, hệ thống đèn phanh của xe này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhé. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép khá là dày dặn này, khe mũi này. Đấy, rất là ok. Táp ly của cánh cửa này. Đấy, đằng là sau bên lái các bác nhé. Đó, táp ly cánh cửa này. Âm thanh của trường cực hay, bật lên xuống này. Đấy, hệ thống keo chỉ này. Keo chỉ zin các bác nhé. Khung cánh cửa này không hề bột mọt luôn. Ốc áp bản nề này. Đó. Hệ thống đinh tán răng chặt nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, đinh tán răng chặt nguyên đai nguyên kiện này. Nội thất sạch sẽ các bác nhé. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng luôn. Không taxi, không dịch vụ. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái này, bản tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhé, gương kính chỉnh điện nguyên bản lái xe. Đấy, phần keo chỉ đây, keo chỉ zin, khung cánh cửa không hề mòn các bác nhé. Đấy, đây là phần lóc mở cốp sau xe này, em bác chờ máy sản xuất này, ốc áp phần đề chưa hề động đến ca lê mở lét các bác nhé. Chưa hề động đến ca lê mở lét. Phần cốp sau xe này, bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi các bác nhé. Rồi, tất cả đinh tán này. Rồi, hai bên các bác nhé. Phần lắp cốp này, lớp lỉ nguyên bản luôn các bác nhé, lớp lỉ nguyên bản luôn. Nỗ tròn này không hề có dấu hiệu mom méo các bác nhé. Phần lớp sô cua này, sàn xe này. Đấy, lớp sô cua sàn xe này. Đấy, kích tròng đầy đủ các bác nhé. Sàn thì không hề mục mọt này. Đó. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị với địa chỉ đặt tại thôn 16 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2016, phiên bản số sàn máy 1.6 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau.